Ây da, đây rồi. Mười hai đâu? Ôi rồi ôi, được chưa? 13 đâu? Nó có vẻ toan toan thế nào ấy. Ở đây rồi. Đây luôn. 17%. Đây, bú được á, bú được á, bú được á. Nào, 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 nào. Sao? Và đừng quên nhấn vào link phía dưới phần mô tả hoặc nhập code BOW để nhận ngay 7% bonus deposit anh em nhé. This is Shanghai. This is Major, the stage where legends rise and champions fall. We love Counter-Strike and we believe in teams. But this time, it's not just the players who have a shot at greatness. Join Skin Club Pick'em. Pick the winners and win the best skins. Every prediction is a chance to be a part of something greater. You're not just watching. You're in the game. Be a part of history. Drive, love, and live the game. Cảnh báo, trang web mở hòm có khả năng gây nghiện cao, có trách nhiệm và có đủ khả năng chi trả. Cân nhắc trước khi chơi. Let's go, 36 đô, làm tí farm AK. Đấy, chiếc hòm lõi 0.99 đô. Lưu siêu, 5 hòm. Yes sir. Bỏ full này luôn, và upgrade là đẹp rồi. Không cần quá tồ, quá tủng gì hết. Và ít nhất phải có một cây AK. Hôm nay coi ngày rồi. Ây da, phát đầu à, phát đầu coi như nháp đi. Nháp đi. Phát sau là bắt đầu vào form. AK. Ôi trời ơi, thấy chưa? Đó tuyệt vời luôn, 8 đô, bú. Đây rồi, đây rồi. Nói rồi, thế nào phải có exclusive drop. Chạy đâu, chạy đâu. Chạy đâu con sâu. Oh. Wow. 0.5. Khó nói đây, khó nói đây. Ây da, ây da. Má đen thế này có nên làm tí battle crazy mod không nhờ. Thế mở thêm 5 hòm đi rồi đi battle. Là đẹp luôn. Ui giời, ui giời. Ui giời, đây rồi. Được một cây 25 đô bro. Tuyệt vời. Thế thôi đi battle thôi nhỉ. Yes sir. Đó, exclusive. Rồi, điên cuồng hôm nay. Mới ra cái AK. Là hôm nay vẫn mai mình cũng ok đấy. Thế thôi, không điên cuồng đâu. Chọn vị trí này. Đây đi. Hợp lý này. Bender, Yasuo, Richie. Ây da, 0.41. Ây da, chưa thấy AK nha. Lưu siêu đi. Ây da, thấy AK rồi. Mà không phải của mình. Mấy cái nào cút không ta? Có nào cút gì một cái AK đó không ta? Có lẽ không có ít lưu siêu sao? À, thôi rồi, 6 hòm mà chưa ra hiểu rồi. Không ra luôn rồi. Hòm thứ 8. Ây da, khó nói nha, còn 2 hòm. Ây da, má người ta ra AK rồi mình chả ra cây nào. Đúng đời. À, biết thấy lưu siêu ở đâu, biết thấy crazy mod. Còn crazy mod ăn không? Crazy mod cũng thua. Thế thôi chơi làm gì. Deep Red 36 đô. 36 đô. Chúng ta nên upgrade tầm 18 đô đi. Đúng chưa? À, thôi chừa mỗi cái AK thôi. Rồi hợp lý này. 11 đô. Chúng ta sẽ được 23 đô. Carrigan, đại sứ thương hiệu Skin Club. Ưa. Lại trái. Má phát đầu rồi bên trái. Chú Carrigan này. 2x, 25 lên 50. Bên phải. NoWZ. Rồi bú thôi, bú thôi. Phải bú thôi.
Yeah, hay đấy chứ. Thật vời luôn. Bán hay là làm 2x nhỉ? Bán hay là làm 2x đây? Khó này. Bán đi. Đi bắt tàu. Đang nghiện bắt tàu quá. Yes sir. 29 đô. Chơi đi. Thắng ăn. Bender, Yesil, gà béo. Exclusive. Đâu nào? Ây à. Má gà trắng tươi luôn. Hộp pha mai cây này mình không hợp hay sao? Ây à, đây rồi. 12 đô. Ngon. Úi dồi ôi, được chưa? 13 đô. Bú chuột chuột luôn. Tuyệt vời quá đi. Hai hộp Maka, tuyệt vời. Thêm một cái ốp nữa, quá tuyệt vời. Nào, neo nôi. Ui trời ơi, má 3 đô, tưởng đâu cái ốp kia thì bú rồi đấy. Thôi cũng được, miễn ăn là được rồi. 29 đô không lỗ là tuyệt vời rồi. Rồi, hôm cuối thôi. Uncha Violet. Mắc 10. Má kia 25 đô kìa. Ổn không ta? Vậy chẳng ổn nha. Ôi trời ơi, tuyệt vời quá. 68 đô, dạ sơ. Ngon đấy chứ, bán 8 đô đi. 6 đô. 2 đô nữa. Rồi. Thêm một phát nữa. Đổi chỗ thôi. Giờ qua bên đây đi. Vô. Pha mai cây. Hai hôm cuối ra AK giống nãy đi, quá đã. Rồi rồi rồi, hai hôm cuối nè, chuẩn bị vào phơm nè. Nè. Ây da. Quá hết rồi, hết rồi, hết phép rồi. Ây da. Ộp hết chưa? Hay là hai cái ộp. Một ộp Mortis 4 đô. Nào, trời ơi, chứ giữa hai cái neo nôi. Má trông nó có vẻ toan toan thế nào ấy. Ở đây rồi. Neo nôi bro, hai hộp cuối là hai cái up. Ây da. Không sao, một cây cũng được. Hộp cuối 19 đô. Ây da, gờ lóc. À thế thôi, bú thôi. 29 đô tầm này chắc cũng bèo bèo chứ có 30-40 nha. Đúng không? Ở đây rồi, 47 đô, tuyệt vời luôn. Phát nữa chứ, lên 106 đô rồi. 2 đô. Bán mấy cái này đi. Má nhiều rác quá. Bán hay là 2x ta? Thôi đi 2x đi. Trông có vẻ được hơn ấy. Lấy mấy cái rác rác này đem đi 2x đi. Đây. Mất thì thôi. Đây. Đâu có tổng cộng là cũng được 5 đô, lên 5x đi. 26 đô, tuyệt vời. Đây luôn. 17%. Ê, bú được á, bú được á, bú được á. Nào, 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 nào. Sao, được chưa? Nó phải như vậy, nó phải như vậy. Bán thôi, bán thôi, bán thôi. Pick'em is a classic Counter-Strike major feature. Skin Club Pick'em operates just like the classic Pick'em. To start, predict which team will win by placing their logo at the score of 3-0 or 0-3. Additionally, choose 7 other teams that you believe will advance to the next stage of the Shanghai Major. You earn 2 points with each correct prediction. After each stage of the tournament, challengers, legends, and champions, you'll receive a certain number of points for correct guesses. These points will allow you to participate in the skins, pick 'em draw, and earn prizes. You will also get an achievement in a form of a medal that can only be obtained during this event. Giveaways silver, gold, diamond, and platinum. Earn 10 points to participate in silver tier. Earn 22 points to participate in gold tier. Earn 32 points to participate in diamond tier. Earn max amount of points to participate in platinum tier to win Dragon Lore. You can also deposit $50 or more to get a free case and a medal to your Skin Club profile. V
Và đừng quên nhấn vào link phía dưới phần mô tả hoặc nhập code BOW để nhận ngay 7% bonus deposit anh em nhé.